Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là kiếm sai inox 100%. Ở bên mình đang bán hiện tại với mức giá là 1,1 triệu đối với cặp kiếm sai này, bao gồm cả túi luôn. Đây về mình sẽ đánh giá chi tiết về cái kiếm sai này. Đây các bạn có thể thấy ánh lên không? Thì cái phần ánh này đây chính là inox cho nên nó sẽ sáng như vậy. Các bạn có thể thấy. Rồi đối với chiều dài của cái cây kiếm sai này thì các bạn có thể nhìn đây so với bàn tay của mình. Đây. Đây là nắm nắm tay của mình. Khoảng cách này các bạn có thể thấy này, dài khoảng cỡ 18 phân. Đây. Đối với phần này. Còn cái phần từ đây cho tới cái ngọn của kiếm sai này thì nó tầm cỡ 30 phân. Tổng chiều dài của cái kiếm sai này nó khoảng cỡ 50 đến 55 phân thôi các bạn. Là nó vừa với một sải tay của người lớn bình thường các bạn sử dụng đấy. Đây là nguyên một cặp của nó. Thì ở bên đầu của nó này, đây nó được phủ như thế này để các bạn dễ cầm, không bị ra mồ hôi, bị trơn. Đây, đây là cái phần chui của cái kiếm sai 100% inox, các bạn có thể thấy sáng không? Đấy. Thì đối với các bạn mà tập karate á, thì kiếm sai là một trong những cái binh khí mà các bạn cần thiết để các bạn phát triển kỹ năng về binh khí của mình trong bộ môn karate do. Thì đây, đây là cái túi mà đi kèm của cái bộ kiếm sai này. Đây, hai cây. Các bạn nhớ nha. Đó là cái phần đầu của kiếm sai inox 100% inox này các bạn. Thì đối với thị trường hiện nay thì ở Việt Nam mình cái loại kiếm sai này bán rất là ít và tầm giá cũng khá là cao. Có thể tầm 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Thì đối với các bạn mà đặt hàng bên mình á, mà các bạn đặt hàng trước trong những lúc mà hết hàng thì các bạn sẽ được ưu đãi giảm giá là còn giá 1 triệu đối với bên mình. Các bạn đây, các bạn có nhu cầu đặt hàng đối với cặp kiếm sai inox này thì các bạn có thể liên hệ bên mình Rikaido. Đây. Các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình để sở hữu cho mình một cái bộ kiếm sai mà chuẩn inox nha các bạn. Bao gồm cả túi luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký like và subscribe kênh của mình, ủng hộ cho Rikaido mình. Sẽ có những cái video mà tiếp tục lần sau để quay tổng thể review cũng như là đánh giá một số cái loại vải bên của mình đang sử dụng để may bộ phục cho các bạn đó. Đặc biệt các loại vải kata, đặc biệt là loại cao cấp mà các bạn đang hay sử dụng bên mình nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ subscribe và ủng hộ kênh của bọn mình nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.